Chào mọi người nha, thì tôi lưu ý một có anh em ơi. Đó thì hôm nay á, tôi với anh Đức Mởm sẽ tỉ thí nha anh em. Thì trước khi vô clip á, anh em nhớ thêm một rưng một like rồi đăng ký kênh hỏi cho tôi nha. Alo anh Đức ơi, anh Đức. Bây giờ có kèo gì em? Bây giờ kèo solo skin súng thì quá là bình thường rồi. Bây giờ mình solo không skin súng mà mình mới là đẳng cấp, anh hiểu không? Đúng rồi anh, thì em nghe nói anh mới mua dàn PC chăm cũ đúng không? À mà bây giờ á, em với anh thử coi ai vote bận đồ bựa nhất nè, anh chơi không? Rồi bây giờ đợi 30 giây sau nha, 30 giây vô lại nha. Rồi bây giờ em đổi đồ đây. Ok anh em ơi, thì bây giờ tôi sẽ lựa cái bộ đồ nào mà nó boss nhất nha anh em, bựa nhất trong cái hệ mặt trời. Tôi sẽ coi anh em nào boss cái bộ đồ của nào là bựa nhất nha anh em. Đó. À cái đầu này là tôi thấy bựa rồi đó anh em à. Từ từ nha anh em, để tôi kiếm cái đầu nào bữa ơi là bữa luôn. Đó. A few minutes later. Trời ơi, cái quần què gì vậy ba? Ok anh em ơi, thì tôi đã kiếm ra bộ đồ khấm lọ là anh em đó. Thì cái giải này á, anh em là bên nào đông nhất, coi anh em nào vote bên nào nhiều nhất anh em thì tôi sẽ tặng cho cái bên đó là giống như là mỗi bạn là 500 kim cương nha. Đó, thì bây giờ nè, anh Đức chuẩn bị chưa? Rồi. 1 2 3 Rồi, ok anh em ơi, thì bây giờ anh em vote nha. Cái bộ đồ của anh Đức Mởm với bộ đồ tôi, cái bộ đồ nào mà bữa nhất nha anh em, thì anh em nhớ comment bên dưới nha. Đó, thì tôi sẽ giống như là tặng kim cương cho anh em nha. Mọi người chỉ cần nhìn cái mắt của tôi bị thâm tâm. Thì mình coi, bây giờ anh thấy con mắt của em không? Anh thấy con mắt của em không? Rồi bây giờ vô solo ha. Rồi bây giờ solo không xịt kiếm súng nha. Em chỉ bán mơ UMI và mơ 1887 thôi. Đúng rồi. Rồi. Ok, kẹo của bằng đế nha. Ok. Ok ra. Ok anh em ơi, thì anh em nhớ boss cho tôi nha anh em ơi. Đó, thì cái bộ đồ tôi nó khấm lọ không anh em coi nè. Vừa mặt cười mà vừa có hai con mắt đỏ nữa đi. Thì cái kẹo này chỉ là giao lưu ăn cua bằng đế thôi nha anh em ơi. Sắp tới thì tôi lên Hà Nội tôi chơi nha anh em. Đó, thì có khả năng là tôi sống ở trên đó luôn. Thì đó, thì nói chung là anh em nhớ ủng hộ cho tôi nha. Đó, thì dạo này anh em tôi bắn dữ lắm anh em. Tôi ra đạn là toàn đầu à, anh em nhìn nè. Ai da. Thì tôi nghe nói là anh Đức Mởm anh em mới mua cái dàn PC 100 cũ anh em à. Trời ơi, nghe nói là hơi căng nha. 100 cũ là không phải chuyện đơn giản nha anh em. Ôi ôi, mới vô đã hát sọt rồi anh em. Trời ơi. Thì cái kèo này anh em là không dùng skin súng nha anh em. Đó, thì tôi đã tháo skin ra rồi. Đó, thì nói chung là khá là nhiều anh em nói là tôi dùng hack các thứ đúng không? Thôi tôi lại anh em, tôi không có dùng mấy cái đó đâu. Cái nick của tôi mấy trăm triệu tôi không mua mà tôi dài đâu anh em à. Đó, thì ok, nói gì anh em mà tên anh em tự hiểu đúng không? Rồi, bây giờ lên thôi. Đây nè. Ổng cay lắm rồi nè. Ok anh em ơi, thì đậu xanh quả cả bìu cái anh em mà chưa dĩ chơi ra là hết sọt rồi anh em à. Đó, thì anh em xem clip anh em nhớ lại một like để đăng ký kênh hội cho tôi nha. Ba công luôn. Ok anh em ơi, thì nãy vừa dùng 1887 quá trời rồi. Bây giờ tôi sẽ dùng 1014 nha anh em ơi, không thì kiếm súng luôn. Để coi bắn như thế nào nha anh em. Đó, trời ơi, cái bộ đồ tôi nó cộng kền quá cái nồi luôn anh em à. Từ từ thôi, anh Đức cũng phải cẩn thận chút xíu anh em. Nè, anh em nhìn tôi one shot nè. Nope. Ê, thôi. Ở đây thấy gì chưa? Không đùa được đâu nha, coi kìa cái bộ đồ. Thôi, tôi thấy là tôi là sắp có là con cua hoàng đế rồi anh em à. Đó, tôi thấy là tôi là có con cua hoàng đế rồi anh em ơi. Không sao, tôi làm được anh em. Ôi ôi, đẹp không anh em? 4-1. Anh em thấy ảo ma không? Trời ơi, cái pha đó bắn nó đẹp quá cái nồi luôn. Đó, thì đi theo bộ đồ của tôi bữa một đêm, trời ơi, bữa quá cái nồi luôn anh em. Mà bây giờ tôi sẽ đi bắn lén của anh Đức Mởm nha anh em. Đó, tôi ngồi tôi đi kiếm chỗ tôi bắn lén anh mới được. Đây nè. Nope. Ôi ôi, thế anh nhanh quá cái nồi. Không sao, 4-2 anh em mà tôi đang dẫn tỷ số trước mà không sao. Anh em thấy tôi bắn kinh chưa? Bắn kinh là hơi bị đỉnh nha anh em. Bắn kinh là cho xin một like và đăng ký kênh nha. Đó, anh Đức nè, tôi sẽ lên. Ôi, chết rồi, không có kêu anh em ơi. Không sao, chắc như trận này tôi thua anh em ơi. Tại vì anh Đức cầm UMB anh em nữa, nên tôi không có kêu, tôi không có đỡ được. Thôi không sao,
thì bây giờ ngồi ké ké, bây giờ trốn trốn ông bắn lén ổng nha anh em. Đó, đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi. Ổng đâu mất tiêu rồi anh em. Bây giờ ông trốn ở đâu ta? Đây. Đó, tôi biết lắm rồi. Đó, thấy chưa anh em? Trời, hay quá. Cây quái rồi. Ok anh em ơi, do là không có dùng skin súng anh em nên cái cây OMB của tôi nó có skin súng anh em à. Đó thôi, nên bây giờ mình chơi Fairlane mình sẽ dục ra nha anh em. Đó, ok luôn. Rồi, bây giờ là chiến thôi nha anh em. Đó, chiến thôi. Bây giờ lên là cái đùng nha anh em. Ok, lên luôn, let's go. Rồi, đứt mỏ nó rồi, đứt mỏ nó rồi. Lên đây cho em one shot cái đi nào. Nope. Ây ơi, bốn điều luôn rồi á, trời ơi, xong rồi. Thôi cày quá anh em, mà cây UMB tôi nó có skin súng thôi, tôi dùng UMB nãy giờ thôi. Bây giờ là tập trung vào one shot à, hắn anh Đức Mỡm với nha anh em. Bốn điều rồi, bốn điều rồi. Ok anh ơi, vô nè, vô nè, quất ra. Nope. Ây. Ê, thôi 4 năm luôn rồi. Thôi xong rồi, bị lạc keo rồi. Rồi 4 năm rồi anh em ơi. Thôi bây giờ tôi gút nhanh thắng lẹ luôn anh em ơi, gút nhanh thắng lẹ luôn. Rồi bây giờ chiến luôn nè, bây giờ chiến luôn nè. Đó, bắt đầu anh chơi tiệt chiêu là bắn từ xa rồi. Bình tĩnh thôi, bình tĩnh thôi. Lên luôn nè, lên luôn nè, lên luôn nè. Ê, xọ. Ê, đắm đều ơi. Nhìn mặt tôi chắc ông cay lắm anh em. Ok anh em ơi, năm điều rồi. Cái đây đưa cái đầu cho em bắn đi anh Đức Mỡm ơi. Đó, đồ ổn đâu rồi anh em. Tôi thấy ông làm gì kìa anh em, ông làm gì nè. Gì đây? Hello. Sáu năm rồi anh em ơi. Thôi thì sắp tới tôi ra Hà Nội nha anh em, nên anh Đức là chuẩn bị là bao cua cho tôi nha. Rồi xong. Đậu sao anh Đức chơi mua mẹ của tôi đi mà chơi chơi lên nóc nhà bóp máu đi mà. Thôi bây giờ xử lý anh Đức mở một phát một đi luôn nè anh em ơi. Ôi Thánh bắn vô người rồi anh em ơi. Hết sợ, ôi hết sợ kêu đầu gói anh em ơi. Ok anh em ơi, hiện clip của mình đến đây là kết thúc nha anh em. Hiện em hay anh em nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ với tôi nha. Anh em nhớ vô tê cho tụi tôi nha.